Sở dĩ mà hôm nay Tuấn Bị hát ca khúc là Hồng Nhũ mang tên em đó là bởi vì cô độc nữ đây là sinh ra và lớn lên ở tại quê hương Đồng Tháp, thì đem lòng thương mến chú Kim Xuân, cô chú Kim Xuân thì ở Tri Tôn An Giang. Vì vậy là cái tình cảm này nó khắc ghi trong lòng, và cho dù xa xôi cách trở nhưng tình đó vẫn không nhạt nhòa, giống như trong lời bài hát của bài hát Hồng Nhũ mang tên em. Vì vậy cho nên là hôm nay quý vị hát ca khúc mang tên em để có thể là gọi là gợi nhớ lại kỷ niệm giữa chú Kim Xuân và cô nữ. Trước khi hát bài này thì chúng ta dành một tràng vỗ tay cho nó gần gũi nhau hơn nha. Mời quý vị đến với quê hương Đồng Tháp. Tình này dành
Thì không biết là chú có nghe cái nội dung của bài hát, không biết nội dung vậy chú có thấy có hay và có hợp với tâm trạng không? Hay, cũng đúng tâm trạng. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ. Tức là hồi đó là chú đi túc bên Campuchia đúng không? Rất là cách trở ha. Giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ, lòng còn tràn bao nhung nhớ. Hình dáng của người em thơ trong tôi gói tròn ước mơ. Có phải vậy không chú? Rồi tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng. Đó là cái cảnh đẹp đó của Hồng Ngự. Nhìn dòng tiền giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay, mà nghe những lưu dòng đầy. Rồi có cái câu này mới ok này. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn hay gọi tên em trong những đêm dài lưu luyến. Có tâm trạng đó không? Rồi. Em yêu ơi, tôi thầm ước, trong yêu thương tôi thầm ước, sẽ có ngày, có ngày tôi sẽ thăm em. Rồi tới câu này nè. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, dù xa cách trời nhưng không nhạt nhòa. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngự ơi, nhớ em muôn đời. Phải vậy không chú? Dạ, má lớn đừng buồn nha. Dạ, má lớn đừng buồn nha. Vui lắm, vui lắm. Vui lắm. Rồi hồi nữa đó là mấy chị nè, mấy chị là phải tặng cho em Phượng cũng như là tặng cho gia đình ở trên Đồng Tháp xuống nha. Tú Mỹ đại diện hát cái bài Hồng Ngự mang tên em rồi đó. Rồi cho nên là mình phải đáp lại là mình hát cái bài cái gì mà bon tu na ơi gì đó. À, sắp sửa bay sóc trăng. Và Tú Mỹ thấy cuối cái bài hát á thì thấy nói cái gì mà buông tay bắn trống coi chơi. Phải không? Có phải câu đó không? Là người ta hay là người ta nhạo vậy? Cái gì mà bọn buông tay bắn trống coi chơi? Và cái đó là người ta ghẹo hả? Câu gì kỳ vậy? Thưa quý vị, trong chương trình văn nghệ thì Tú Mỹ cũng gọi là dí dỏm chút xíu cho vui, bởi vì hôm nay thì cái ngày đoàn tụ là cái ngày vui của gia đình. Tức là quý vị chỉ biết chúc cho gia đình mình luôn bình an, vui khỏe và có một ngày đoàn viên thật là viên mãn. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho gia đình hôm nay nha. Dạ, rất là hạnh phúc quý vị. Và hôm nay chúng ta mỗi người một ca khúc để tặng cho ngày đoàn tụ hôm nay. Tình cha. Một hai khúc. À, để giúp vui chương trình như ngày đồng tụ như thế này. Với chị Nga xin hát nha, một bài một phần tình cha. Giỡn chụp với mấy bài con nhớ mãi ngày xưa.
và có đôi nhớ bao giờ. Thưa quý vị, thì hôm nay quý vị cũng rất là vui khi mà quý vị cũng đã được ghi nhận trong cái buổi đoàn tụ của gia đình. Quý vị thấy rất là hạnh phúc khi mà gia đình chúng ta có một ngày đoàn viên rất là mỹ mãn. Còn quý vị thì quý vị xin phép được cáo lui trước. Em sẽ cáo lui trước bởi vì là em còn đi lên Sài Gòn để bay ra cúp ở ngoài Đà Nẵng lận. Cho nên là em xin chúc cho gia đình mình luôn vui khỏe nha chị nha. Dạ. Rồi chú ơi, vậy một lần nữa xin chúc sức khỏe chú nha. Rồi chúc sức khỏe má và chúc sức khỏe má hai nha. Rồi. Đây cũng là cái phước báo của gia đình. Phải nói rằng là cái phước rất là lớn để gia đình còn gặp được lại nhau. Ở tuổi xế chiều như thế này là phải nói rằng rất là hiếm hoi. Không biết nói gì hơn là quý vị chỉ biết chúc cho gia đình mình luôn bình an, vui khỏe và có một ngày đoàn viên thật là viên mãn. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho gia đình hôm nay nha. Dạ, rất là hạnh phúc quý vị. Nhưng mà cái điện thoại của quý vị đó là thường thường đó, người ta gọi nhiều quá đó, nên là cho quý vị xin cái bát wifi ở đây ha. Mình có sạc wifi không? Nên là quý vị đặt cái chế độ, quý vị đặt cái chế độ là máy bay á, nên là để phải vô wifi mới được. Rồi hồi nữa đó là mấy chị nè, mấy chị là phải tặng cho em Phượng cũng như là tặng cho gia đình ở trên Đồng Tháp xuống nha. Tuấn Vĩ đại diện hát cái bài Hồng Ngữ mang tên em rồi đó. Rồi, cho nên là mình phải đáp lại là mình hát cái bài cái gì mà Bon Tuna Sóc Trăng, Sóc Trăng gì đó.
À, sóng sợ bay sóng trăng. Và Tuấn Vĩ thấy cuối cái bài hát á thì thấy nói cái gì mà buông tay bắn trống coi chơi. Phải không? Có phải câu đó không? Hay là người ta nhạo vậy? Cái gì mà bọn buông tay bắn trống coi chơi? Và cái đó là người ta ghẹo hả? Câu gì kỳ vậy? Sau đây là ca khúc Hồng Ngự mang tên em. Hồng Ngự mang tên em karaoke Tuấn Vĩ. Phải rồi. Cho Tuấn Vĩ chỉnh lại cái dạ, nó hơi hú ha. À, rồi giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng về quê hương Đồng Tháp nha. Bạn có biết rằng loại si phông bằng nhựa mà gia đình bạn đang dùng có thể bị biến dạng nứt vỡ trong quá trình sử dụng không? Cái đó là quảng cáo. Xin mượn cái máy của gia đình đó là mặt mình tắt cái, mình để cái chế độ máy bay đi em gái kết nối dùm anh Tuấn Vĩ coi cái máy này không biết làm sao là sóng yếu sao nó còn rọt là bẹt nè bởi vì Tuấn Vĩ ghi hình chắc có thể máy khác nó ok hơn á, máy khác nó ok hơn á. Em có xài ở đây không? Em mắc Bluetooth của anh đó. Anh tắt rồi em vô cái máy đó đi. Bởi vì Tuấn Vĩ có ghi hình nên là Tuấn Vĩ phải chỉnh chu cho nó đẹp để còn cập nhật lên nữa. Em gái đứng bên đây này cho nó đỡ nắng nè. Em gái đứng bên đây, cái góc bên đây nó đẹp hơn á. Đó. Toàn quay phim này về tốn ký kem mà phải đắp vô nè.
quay vòng vòng người này người kia chơi hết. Em gõ là karaoke Hồng Mượn Mang Tên Em của Tuấn Vĩ. Thấy ông tóc quấn là đúng, biết đúng nha. Còn cái Hồng Mượn Mang Tên Em mà tóc thẳng thẳng là không đúng đó. Thưa quý vị, ca khúc này thì trong thời gian qua đã được Đài Truyền hình Đồng Tháp cũng đã chuyển tải cũng như là phát sóng nhiều lần. Bên cạnh đó thì nhiều cô chú anh chị cũng có yêu cầu Tuấn Vĩ với ca khúc này mỗi khi mà Tuấn Vĩ đi các địa phương khác. Và hơn nữa là Tuấn Vĩ cũng muốn ca ngợi về yêu phở Hà Nội thường hay quân mình nhé. Cái phở Hà Nội đó không phải Tuấn Vĩ hát đâu nha, không phải Tuấn Vĩ nói đâu.